Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ nhảy khu Stanbur này để kiếm cho các bạn một ít đồ đó. Nói chung là ngon tí. Mình thì đang cố gắng để mà leo rank ở trong những cái ngày hôm nay, cố gắng lên được crown trong những ngày cuối cùng của... Ôi, dép 3 luôn. Trời ơi, anh chạy ngang qua cái dép 3 luôn á, anh bỏ luôn dép 3 á. Mình đang cố gắng trong những ngày cuối cùng để mà lên được chắc là cố gắng ACE đi chứ không phải là crown nữa. Thì đây là một cái khu Stanbur này ở trên bản đồ, chắc các bạn cũng quá rành rồi đúng không? Cái khu này ai gần như là ai cũng tới rồi thì phải. Nhưng mà đồ của nó cũng rất ngon mà là ít người nữa. Thì trong những cái rank cao như thế này nè, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn leo rank một cách an toàn, cực kỳ an toàn nhất luôn á. Thì cái cách an toàn nhất dành cho tất cả các bạn á, đó là tránh mọi giao tranh, gần như tránh mọi giao tranh. Các bạn đừng có nên nhảy những cái khu lớn. Những cái khu lớn sẽ là tập trung những cái team gọi là team mạnh luôn. Nếu mà team của bạn không có đồng đều về trong skill hay là chưa có quen lắm về cái team mate á, cái cách đánh á, thì các bạn nên nhảy những cái khu nhỏ mà là ít người như thế này. Tuy là khu nhỏ ít người nhưng mà những cái khu như thế này lại rất nhiều đồ nha, đừng có khinh nó. Sau khi mà loot xong cái Stanbur nè, thì mình đã có một cái dép 3 nè, một cái mũ 2 nè. Nhưng mà lúc nãy các bạn có thấy là ông Mr. Kashiwa, ông anh mình á, ổng lại có luôn cả cái ấy rồi không? Có luôn cả cái... có luôn cả cái dép 3 rồi không? À, có cái mũ 3 rồi không? Mình thì có dép 3 luôn rồi. Ui, cũng phải đẩy vô thôi các bạn ơi, tại vì bo nó vô quá rồi. Mình vừa đẩy qua đây thì nghe tiếng súng, thế nên mình lại qua đây để mình giao lưu và kết hợp với anh em ở bên này xíu. Chứ mình đi nhiều quá thì anh em cũng chửi. Đó, team mình bắn rồi, bắn nóc. Chết rồi. Hướng 285 anh ơi. AK sao, AK em hôm nay sao lại lắp compare vô lại. Ủa, không mở cửa được. Không mở cửa được. Mày để auto mở cửa mà ta, ủa sao lại không mở cửa được ta. AK em hôm nay gấp compare vô sao mình có cái cảm giác như là nó bắn còn giật hơn là bình thường nữa. Nãy giờ mình nói rồi là mình đang cố gắng cày ren lên, mà với lại mình sẽ chỉ luôn cách anh em cách cày ren cho làm sao cho khéo nhất, không phải là khéo nhất nữa mà là an toàn và đỡ tránh bị giao tranh nhất. Anh em đừng cố gắng chạy thẳng vào bo, chạy thẳng vào vô trong, mình cứ xè xè là ở bên ngoài thôi. Và nếu mà vô gần vô trong rồi á thì hãy chọn cho mình những cái sườn đồi để mà anh em núp nha. Ui ui chết rồi, thằng này bắn rát quá mấy bạn ơi. Mình còn một cây M16A4 nữa. Ui mày quá, nó chết luôn rồi. Đây là cái cách bắn M16A4 của mình luôn. Mình sẽ chỉ các bạn luôn. Nếu mà biết nó ở trên cửa sổ bên đó rồi, các bạn bật scope trước luôn, xong các bạn di chuyển ra, bắn vài viên xong lại di chuyển vô để mà tránh được cái luồng đạn của bên đó bắn bên mình. Bây giờ mình sẽ cố gắng đẩy qua đó, dùng một quả flash để mà đẩy lên che mắt nó rồi mình đẩy thẳng lên nhà nha. Không biết thằng đồng đội của nó ở đâu nên mình bắt buộc phải đẩy flash thôi các bạn ơi. Ui chết rồi. Chết rồi, đẩy qua flash kia fail rồi các bạn ơi. Chết rồi, anh đồng đội của mình cắt. Ui giời ơi. Ui. Sao em flash anh? anh đồng đội của mình lại dính ngay quả flash của mình rồi các bạn ơi. Không thấy được cái team của bên kia thì chắc là mình loot xong anh này đã. Cái lúc anh ném là em còn ở dưới đó. À, được một cái SLR này. Ê, em nghe tiếng chân anh ơi. Ui vãi. Nó ngoài. Ấy, hình như trong nhà rồi, nó ở trong nhà rồi các bạn ơi. Ui đúng rồi, anh bò lên trên đi. Nó đây rồi, để em bắt nó. Hôm nay mình kỳ vậy ta, kiểu như là mình nhấn nút nhảy mà nó không nhảy. Thường là mấy cái đó mình sẽ nhảy qua nhảy lại để bắn nó. Các bạn cũng nên vậy, lúc mà các bạn công nhà hay là các bạn bắn những người ở trong nhà các thứ á, thì các bạn nên nhảy qua nhảy lại để tránh được cái luồng đạn luôn. Cái skill này mình học được của mấy bạn ở bên Trung Quốc. Mấy bạn thi đấu ở bên Trung Quốc á, mình thấy nhiều bạn thi đấu sử dụng skill này lắm. Ui phải đẩy vô cái nhà này thôi anh ơi, không phải đẩy vô cái nhà này không được đâu. Đó, mình nói rồi, mình nói đi nói lại các bạn là hãy chỉ ở những cái nhà ở viền bo thôi, đừng vô quá sâu bo. Quá sâu bo là các bạn có thể bị kẹp giữa 2 đến 3 team mà các bạn không thể nào canh được.
Nhưng lúc nãy mình thấy một cái thính... đây rồi, cái thính đây rồi. Thế nào cũng có người đấy, thính này. Bây giờ chúng ta đã có cốp 6 ở trong cái SLR rồi nè. Mà lại có cả suppressor luôn, thì chúng ta sẽ canh canh luôn cái thính này nha các bạn. Nhấn nhầm, nhấn nhầm. Cướp cò, chuyên gia vậy. Bực bội lúc mình đưa mình nó thu nhỏ hết mức có thể rồi. Đen thôi. Lúc nào mà các bạn đang muốn công nhà kiểu mà im ắng để mà công nhà, tự nhiên bị cái kiểu mà đụng nhầm vô cái nút á. Chuyên gia bị vậy luôn, mình chuyên gia bị vậy luôn. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ôi hai viên rồi, rồi anh ơi, nó chết rồi anh ơi. À trong những cái tình huống như vừa rồi á, các bạn vô phần setting á, các bạn tắt cái tâm đuổi đi nha. Là cái auto gì mình quên mất tiêu rồi. Nhưng mà tắt cái tâm đuổi đi thì các bạn có thể bắn được vào đầu nó. Thì đối với cả mũ 3 luôn, chỉ cần bắn một viên vào đầu thôi. SRR hay là SKS, hai cây cũng giống nhau luôn. SLR là cái cây súng mới, còn SKS là cái cây DMR trước giờ anh em mình vẫn xài á. Thì hai cây này, ê có xe tới anh ơi. Ui giời ơi, Red Zone ngay cạnh, sao Red Zone nãy giờ cứ theo tụi mình vậy ta? Hôm nay kiểu như là ngày đèn đỏ sao mà Red Zone nó cứ theo hoài. Ồ, chết rồi, cái team tới chết rồi. Thế là còn cái team lúc nãy thôi, mình sẽ cố gắng bắn nổ hai cái xe này. Để mà thứ nhất là có thể là team đó sẽ chết luôn. Thứ hai là nếu mà không có xe như vậy á, tí nữa hai team đó không có thể chạy ra được cái thính đó, thì mình sẽ nhân cơ hội đó để bắt. Ui, ông Hoàng Hà này nãy giờ ông cứ nốc đi nốc lại nè. Nốc nãy giờ hai lần rồi. Lần này là thứ ba rồi nè. Rồi nổ luôn rồi, chết ổng luôn rồi. Nổ rồi. Không biết cái xe bút ghi đó nổ chưa ta? Nổ chưa anh em nhỉ? Mình không thấy nổi nữa. Ồ, nhưng mà lúc nãy mà mình bắn nốc cái bạn Hoàng Hà đó và ông anh mình ổng bắn nổ xe. Ui chết rồi, bo kìa, bo vô anh ơi. Ok được rồi. Bo cứ ở đó đi, tí nữa anh sẽ tới liền. Không thấy. Trời đâu. Thôi mình chắc lấy xe cố gắng đẩy ra ở đó lấy ít đạn đi chứ. Mình đạn 7 hết rồi. Anh ơi đi anh ơi. Anh ơi ra nút thính anh ơi. Đi. Xe đây. Nhanh. Ui chết rồi. Ui nó bắn. Nó bắn ai chứ, đâu phải bắn mình đâu. Trước mặt luôn á, trước mặt mình á. Không, mình hình như đâu phải bắn mình đâu anh. Bắn anh nè, nó bắn sạc. Thôi ra đi, không sao đâu. Đừng sợ gì hết, em có 57 viên em không làm gì được hết á. Súng em bây giờ sấy là hết. Là hết đạn à. Còn. Ui chết thiệt mẹ. Ui giời ơi, chết. Thôi cho chạy thẳng vô bo các bạn ơi. Súng như thế này thì mình phải tiết kiệm hết mức cái đạn của mình rồi. Đẩy vô trong thôi anh ơi. Không biết sao, uống nước thôi chứ bây giờ không còn cơ hội để mà uống nước nữa đâu. Đi. Đi thôi. Ui giời, bo rút nhanh lắm. Đợi em xíu. Em đẩy vô trong này tí đi. Rồi ok, anh em mình đứng đây được rồi. Ở đây chưa phải là cái sườn đồi, nhưng mà nếu mà bạn nằm xuống thì cái khu vực ở dưới hơn á, nó sẽ không thể nào bắn được bạn, giống như cái khu vực đó. Ở ngay thùng thính sẽ có một thằng nè. Đó. Cái này là cái bút ghi. Ui chết rồi, cái đầu nó kìa. Thôi mình phải nằm xuống luôn thôi các bạn ơi. Mình phải... Đúng rồi, bây giờ bo lại vô chỗ mình nữa. May quá. Bây giờ mình sẽ ném ra vài quả nết nữa để mà che đi cái làn đạn của tụi nó. Mình sẽ cố gắng bò vô trong mấy cái cây này nè để mình núp nè. Anh ơi, đưa em quả khói luôn đi. Đưa em quả khói còn lại của anh đi. Em làm việc cho. Khói ở trong những cái bo cuối này là một cái thứ cực kỳ quan trọng trong những cái bo cuối này nha các bạn. Thế nên lúc nãy nếu mà bạn không có để ý thì cũng thấy mình là trong những cái thời gian giữa trận đấu á, cái lúc mà mình vô chỗ gần school bắn á thì mình đã thủ tới 7 quả khói ngay từ lúc đó rồi, chứ không phải là không đâu. Lúc đó mình chưa thủ nết luôn nha, nhưng mà mình thủ khói tại vì mình chưa lượm được nết thôi, chứ không là mình cũng lượm nết luôn. Và mình chỉ có lấy cho mình khoảng một ít đạn thôi, khoảng 110 mấy viên đạn thôi. Ngần đó là đủ bắn rồi, bây giờ thì mình ít khi xấy xe lắm.
khi mà lên trên range cao này á, các bạn xấy xe là các bạn thiệt luôn. Anh ơi, bò vào đây nè, bò vô ngay cái bụi cây này nè, mình núp ở trong được trong cái bụi cây này nè. Lúc này mình đã đẩy mấy quả khói rồi, nếu mà team địch có lên á thì mình cũng có thể có khói để mà dựa vào đó để mà bắn team địch được. Còn bây giờ thì mình cứ chui thẳng vào mấy cái bụi này mình núp thôi. Trong những cái range cao như thế này rồi thì không còn cái việc ngáo 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 các thứ để mà các bạn có thể bay thẳng ra sông pha để mà bắn nó đâu. Tốt nhất là nên range cao là phải bắn cẩn trọng, cực kỳ cẩn trọng. Với trong những cái một cái vòng bo như thế này thì còn tối đa là tới 4 team. Thế nên mình sẽ rất sợ lúc mà bạn bạn đứng thứ tư á, cái điểm của bạn cũng cộng không bao nhiêu đâu. Mà rank cao hơn nữa là rank AC hoặc là còn qua thứ á, một trận á top 1 thôi chỉ cộng có 6-7 điểm thôi, thế nên cực kỳ khó là leo rank. Mà bây giờ mình bây giờ mới chỉ có là gần AC thôi thì mình vẫn phải tập trung ở đó. Đúng là thứ hạng thứ 3, thứ 4 á mình vẫn có điểm rất là nhiều nhưng mà mình vẫn thấy top 1 hơn. Thứ nhất là cống kiến, thứ hai là ấy. Mình còn tới tận 4 quả smoke, thế nên nếu mà có bo sau có đẩy tới bên kia thì mình vẫn có smoke để mà chạy lên. Nhưng mà bo sau đây rồi, ngay đây rồi. Thế nên chắc là mình sẽ đẩy một bo trước đi. Hai thằng kia ở bên góc bên đó đó, cùng lắm là nó sang góc bên phải, góc 60-75 thôi. Đi anh ơi, bò vô bo tí anh ơi. Bò anh. Đừng đi. Trong thời phút này, trong giờ phút này các bạn đứng dậy bạn chạy là coi như là anh ơi em bắn em đi nè. Rồi mình đẩy luôn một quả smoke ra đó. Nhưng mà đẩy lên trên nha. Ok. Mình chuẩn bị đẩy thẳng, chạy vô thẳng vô trong luôn đi. Cho nhanh đi chứ bò qua chỗ này cũng có thể là nó sẽ thấy mình. Mà ông anh mình cũng chạy rồi nên thôi mình chạy luôn. Nãy mình còn đang phân vân không biết. Ê, đây nè. Đúng rồi. Hoàng Quốc Đê. Đẩy thẳng vô trong khói này luôn anh ơi. Nó ở bên kia rồi, em nghe tiếng súng bên kia rồi. Đi, vô đây anh ơi. Vô đây. Rồi nó bắt đầu bắn rồi, nhanh. Ôi. Em nghe tiếng nó đâu đây nè. Ôi, em nghe tiếng nó đâu đây nè. Đâu đây rồi. Ủa, rồi, ok. Ném nét rồi đó anh ơi. Từ từ, coi chừng nó sẽ nhìn thấy anh á, Rồi ok, bắt được vị trí của nó rồi, mình sẽ ném một quả lửa lên để cho tụi nó mất máu dần. Bây giờ thì đẩy một quả bom gần thôi, nó văng tới đó là vừa các bạn ạ. Không biết là có ăn được cái thành viên nào nhưng mà mình chắc chắn. Oh yeah. Rất cảm ơn các bạn đã coi video này. Nếu mà thấy hay thì hãy cho mình một like và một subscribe nha. Nếu mà các bạn muốn đeo rank thì cứ hãy theo những cái cách mà mình chỉ nãy giờ nha. Rất cảm ơn các bạn đã xem video này. Bye bye.